Chào các bác, tôi lại có 3 con đơm ly Pioneer mã là 120D. Nếu dùng từ đúng để miêu tả về độ khủng của nó thì cứ gọi nó là khủng long hoặc gấu đi, bởi vì nó gấu thật. Nó là 3 mỡ đơm ly rất to của Pioneer, rất nặng. Bề ngang thì chắc chắn là 42 rồi, tôi thì đo bề sâu cái con đơm ly nó bao nhiêu đây. Chắc nó cũng phải tầm cả núm, cả cọc loa nó cũng phải tầm như vậy. Đây, nó cũng phải tầm đúng 42 luôn. Đúng 42, 43. Cả núm, cả cọc loa là tầm 44 luôn. Hai con có hồi gỗ và một con không. Mẫu này thì tôi cũng đã bán khá nhiều rồi, và đã có những video của những con mà từng bán. Hôm nay về được 3 sản phẩm cùng mã thì tôi lại đăng lên mời các bác xem. Ai có nhu cầu thì mua hàng hoặc đặt hàng. Âm ly này là âm ly Pioneer 120D. Đây là một thông số ra loa rất ấn tượng nha. Nó là cực kỳ ấn tượng cho một loa luôn. Đây là thông số ra loa. Rất ít con âm ly mà nó ghi cái thông số ra loa luôn trên mặt máy này. Tôi có 3 con. Hai con có hồi gỗ và một con không có. Thì con có hồi không có này bán giá 7,5 triệu như những cái sản phẩm mà tôi đã bán. Và đây là hai con có hồi gỗ. Nguyên bản là có hồi gỗ nhưng nhập về thì có con nó... Thì ông ở bên Nhật ông ấy tháo ra ông không dùng thì ông không có theo. Về đồ nhập về thế nào thì có như thế. Còn cái hồi gỗ các bác thích thì làm được ngay 500 nghìn một cái hồi gỗ. 8 triệu cho hai em còn lại. Đẹp mê ly luôn. Cái con không có hồi gỗ thì cái nắp trên nó còn quá mới luôn. Cái nắp trên nó phải nói là đẹp không điểm chê luôn. Đường như này là đẹp không điểm chê luôn. Đẹp hơn hai cái nắp của hai con kia. Hàng mạng. Hàng mạng đẹp xuất sắc luôn. Và đây là thông tin cửa hàng tôi. Ai có nhu cầu thì đến xem tận nơi hoặc là đặt cọc tiền vào tài khoản, tôi sẽ gửi hàng đi. Rất nặng nha. Đây tôi sẽ bỏ cái nắp ra các bác xem bên trong. Hàng gấu thì nội thất nó phải gấu thì mới gọi là gấu. Cấu tạo gồm có 2 nguồn, 4 tụ lọc, 8 xò than. Đấy. Thất mới long lanh luôn, 4 tụ lọc, 2 nguồn. Đánh cho từng vế một. Rất chi tiết. 8 con sò than nó bám theo cái tản nhiệt, mỗi bên 4 con. Thiết kế rõ ràng mạch lạc. Những loại này thì tiếng nó cực hay, mềm tiếng, đặc trưng dòng Pioneer tiếng rất mềm, nghe mượt mà. 4 con sò than mỗi vế nó bám theo cái tản nhiệt này, phía dưới nhá. Nếu lật cái mặt lên thì sẽ nhìn thấy sò. Thì tôi sẽ không lật nó lên đâu. Cơ bản là như vậy. Làm video này thông báo các bác là có hàng 120D về. Và tôi sẽ làm một cái video mở nhạc, test nhạc sau. Đấy, giá rổ cũng như là địa chỉ cửa hàng nó rõ như vậy. Hàng đẹp, giá đẹp. Hàng xịn, giá xịn. Tôi quay lại mặt sau mà các bác xem nhé. Xem con này thông số kỹ thuật là công suất tiêu thụ điện bao nhiêu oan. Đấy, cái mặt tiền nó ghi công suất ra loa đấy các bác nhé. Đây là thông số của nó. 120D, 300W, 100V, sản xuất tại Nhật. Loa A, loa B, A cộng B, trở kháng từ 4 đến 32 ohm. Nó cũng giống cái dòng 717 ấy. Nó là cái mẫu âm ly rất gấu, khủng, nặng. Những mẫu âm ly này các bác có thể ghép vang và hát karaoke với điều kiện là những cái loa Bose, loa Pioneer, BMB chính hãng, hàng xịn. Chứ không phải là loa tàu. Bởi vì tôi cũng chả bao giờ tôi test loa tàu. Vâng, xin cảm ơn, hẹn gặp lại. Bảy phẩy năm đến 8 triệu đồng, hồi gỗ thì 8 triệu, còn không có hồi gỗ thì 7 triệu.